Vâng, xin chào, là chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Nguyễn Quang Thuận. Hôm nay thì tiếp tục để trở lại với chuỗi video đồng hành là luyện vẽ AutoCAD bài tập từ 2D đến nâng từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới bắt đầu. Thì mình đã mang đến một hình rất là thú vị để cho anh em tiếp tục luyện tập vẽ. Được chưa? Đây, cái hình này mình đang trình chiếu ở trên màn hình máy tính. Thì đây có thể là một cái chi tiết nào đó ở trong cơ khí, thì anh em nào biết có thể là giúp mình comment cái tên chi tiết này dưới video nhé. Ok không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ cùng tiến hành là vẽ và triển khai luôn cái hình này, giúp các bạn có thể là áp dụng được những cái lệnh cơ bản đã học, được chưa? Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng phân tích hình này. Lớp layer chúng ta sẽ cần sử dụng ở trong đây bao gồm hai lớp layer. Thứ nhất là nét trục, được chưa? Đây các cái nét tim trục này. Đây là lớp layer số 1, nét gọi là nét tim. Layer số 2 thì nó là các cái nét về gì ạ? Đây. Các cái nét mặt cắt ở đây thì anh em sẽ phải tạo lớp layer nét cắt để vẽ được cái nét đậm, nét tim thì nó sẽ mờ, được chưa? Đấy là các lớp layer ta cần tạo. Thứ hai là phân tích về cái khối bố cục của cái hình này trước khi chúng ta vẽ thì nó được sự khoa học nhất, đúng không ạ? Hình này thì anh em thấy là gì? Đầu tiên là có một hình trọng tâm ở đây này, hình gọi số 1 và ba khối phụ ở bên cạnh ở đây. Đó, là lượt 1 này, 2 này, 3 này, 4. Và chúng ta có rất là nhiều cách vẽ khác nhau. Các bạn có thể là vẽ lần lượt. 2 là chúng ta sẽ vẽ một lèo, 3 là chúng ta vẽ từng khối và lắp ráp vào. Thì theo mình thì cách vẽ mà lắp ráp thì nó sẽ tiến hành nó vừa dễ nhất và nó cũng không bị gây rối cho chúng ta trong quá trình chúng ta vẽ. Ví dụ ta vẽ cả một đối tượng tổng thể này thì nó rất nhiều đối tượng chồng chéo và rất khó. Thế thì các bạn hãy cùng tham khảo cách vẽ của mình với hình này ngay sau đây, được chưa? Đầu tiên các bạn mở AutoCAD lên, Start Drawing, được chưa? Đó. Lưu Ctrl S để lưu cái file này lại ở desktop này lại. Ví dụ các bạn lưu để vẽ mất điện không bị mất file, để đỡ bị ức chế bực mình. Bài tập 2D. Các bạn đặt tên để tránh bị trùng tên với các cái bài tập khác nhé. Tìm phát ra ngay. Lưu đời 204, két nào cũng mở được. Lưu desktop. Đó, ok. Thiết lập quan trọng trước khi vẽ. Anh em nào mới xem video luyện vẽ này lần đầu tiên thì xem lại các bài tập, các bài vẽ trước và các cái video về 5 bước thiết lập quan trọng trước khi vẽ. Ok. Cố định trục này, lệnh OS bắt điểm bật hết lên, đúng không ạ? Lệnh init, đơn vị là một số 0. Ok, tiếng Việt UDK các bạn để chữ E để không bị gõ lỗi ký tự phím, được chưa? Ok, chúng ta sẽ cùng tiến hành bắt đầu với những thao tác đầu tiên, được chưa? Đầu tiên là thao tác về layer. Chúng ta phải tạo lớp layer cho nó để chúng ta mới vẽ được các nét, đúng không ạ? F2 để tạo nét tim. F2 tiếp là nét trục, nét mặt, nét cắt thì ngắn gọn rồi. Nét tim như thường lệ thì sẽ chọn 251, được chưa? Đấy, và kiểu nét là loát vào đây, chọn kiểu thứ ba chấm đứt, chọn phát là ok, đã thành công. Với nét cắt thì mình sẽ thay đổi cái gì ạ? Thay đổi màu thì để màu trắng đi, để cho nó lightweight là độ dày khoảng tầm 0.4. ok chưa ạ? 0.4. Các bạn tạo lập được như này là ok nhé. Second nét tim. Đó, hoặc là sổ đây. Chọn về nét tim hiện ra. Chúng ta sẽ vẽ được các cái nét. Đầu tiên là nét tim này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Cái nét tim cung tròn này 7 này. Cái nét chéo góc tạo thành 60 độ là 8 này. Ok, chúng ta sẽ cùng vẽ các nét tim này. Đầu tiên thì các bạn thấy ở đây là khoảng cách là 300 thì nhân đôi khoảng tầm 600. Tức là cái cạnh tim này khoảng tầm rơi đó tầm khoảng 600 700 gì đấy. Các bạn vẽ đường line này. Đấy. Cố định trục F8. Mình để tầm khoảng 700. Sau có kéo lại sau. Vẽ đường line tiếp này.
lên trên này, được chưa? Offset sang bên này là bao nhiêu? Khoảng cách là 300. Offset 300. Bạn offset xuống dưới là bao nhiêu? Là 200. Thủ lệnh O offset 200. Được chưa? Khoảng cách từ nét trục chính ở đây sang hai bên là bao nhiêu? Là một bên 100. Offset 100. Bên 100. Bên trên này thì sao ạ? Ở đây nó có một cái bán kính R là R bằng 200 và tim ở đây. Sẽ gõ ở đây bao nhiêu ạ? Từ đây là 200. Để là trim cái này đi. Rồi, đây là bán kính R bằng 200 này. Đó. Tiếp theo là gì ạ? Hai cái góc chéo nét tim này là 60 độ. Chúng ta sẽ vẽ line rồi đúng không ạ? Line. Kéo lên đây. Bỏ F8 đi để cho nó chéo được. Ở đây mình nhập vào tầm khoảng 300. Tab sang là bao nhiêu ạ? 60 độ. Cạnh này 60 độ này. MI sang này. Đối xứng này. Chọn nâu. Đối xứng bên này có vẻ có cạnh này 60 độ không ạ? 60. Chuẩn luôn. Và ta đã có sơ bộ được các cái gọi là nét tim ở trong cái hình này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ đến nét cắt, được chưa? Vẽ nét chính trong các hình này. Thì các khối mình đã chia cho anh em ấy, khối số 1 này, khối số 2 này, khối số 3 này, khối số 4. Thì cách vẽ chúng ta sẽ vẽ từng cái khối này rời riêng rời ra. Sau đó chúng ta lắp ghép lại và nối lại bằng các cái nét như nét cung tròn ở đây, tiếp tuyến ở đây. Được chưa? Ok chưa? Đầu tiên là chúng ta sẽ xử lý cái hình số 1 trước. Trọng tâm trước. Đường tròn đây là cho bao nhiêu ạ? Đường kính R bằng 200, phi bằng 200, tức là R bằng bao nhiêu ạ? R bằng 100 này. Đó. Đó. Vẽ luôn. Nét cắt. C. 100. Ở đây mình gõ đường tròn là CC bởi vì mình đã đổi lệnh tắt nhé. Nên nhiều bạn mà chưa cài lệnh tắt thì có thể là cứ gõ một lệnh là một chữ C thôi. Miễn làm sao nó ra được lệnh vẽ đường tròn cũng được, hoặc là bạn chỉ ở đây. Đó. Kích vào đây cũng ra lệnh đường tròn và nhập bán kính tương hướng vào thôi. Đó, bên trong này nó có một cái nét tim nữa. Đó, nét tim đây là 70, phi 140, quên mất chưa vẽ 70. Đó, quay trở lại nét nét cắt thì ở đây nó có một cái đường tròn là phi 15 và 8 lỗ giải đều trên cái đường tim bên trong này. Ta sẽ vẽ ra bên ngoài C này, sổ phím xuống này, chọn diameter này, vẽ 15 là vẽ theo đường tròn theo đường kính này, được chưa? 8, chúng ta bản chất nó là phi là 15 đấy nhé. Đây nếu bạn gõ unit này, gõ để hai chữ số thì nhìn sẽ là rõ. Đấy, 75, được chưa? Để hai chữ số đi. Thì tại đây các bạn sẽ move cái đường tròn này vào, lùng lệnh M, move vào cạnh này. Đúng chưa? 8 đối tượng chia đều trong 360 độ. Các bạn sẽ dùng lệnh array cho mình. Quét chọn vào đối tượng này, dùng lệnh có lệnh AR. AR classic chọn vào cho mình ở dòng này. Chọn tính năng là polar array. Tích vào đây, chọn tâm nó nằm ở đây. Đúng không ạ? Tổng số đối tượng là 8 luôn ạ. Ở đây mình nhập sẵn là 8 rồi. Tổng số góc quay là 360 độ, tức là quay hết một đường tròn. Ok luôn. Bạn preview. Đấy, chuẩn chưa ạ? Chuẩn rồi, ấn cách và ấn ok. Tắt tiếng Việt. Vậy chúng ta đã xong cái hình gì ạ? Hình thứ nhất trọng tâm. Chúng ta sẽ vẽ đến cái hình thứ hai. Hình thứ hai là ví dụ hình này đi, hình bên trái đi, cảm thấy nó dễ này. Thì ở đây chúng ta có một cái gì ạ? Ở đây chúng ta có một cái hộp, ở đây khoảng cách ở đây là bao nhiêu ạ? Bạn thấy không? Đây là khoảng 20 này và cạnh này là bao nhiêu? 100. Mình sẽ vẽ cái cạnh này là 100, mình vẽ ra ngoài này. Và C này, 20 này. 100. Đúng không ạ? Và nó có bị chém vát ở đây. Chém vát đây thì cạnh này chém vát phát hết luôn là 20, bên này thì cũng là 20 bởi vì ở giữa là 60, 20 20 là 100. Thì chúng ta có lệnh là CHA. Đấy.
số phím xuống chọn tính năng là distance chia theo khoảng cách 20. Hai khoảng cách bằng nhau chúng ta sẽ gõ là bằng nhau. Ấn cách để nhắc lại lần để thực hiện tiếp. Xong chưa? Xong rồi đúng không ạ? Bây giờ ta phải có một đường line ở đây. Đường line ở đây. Tạm thời vẽ dài một chút, không sao cả, kéo chin xong. Ở đây chúng ta sẽ có là cái khoảng cách offset ra là bao nhiêu ạ? 50 từ cạnh ngoài cùng này vào. Offset 50. X cái đường này ra, offset 50. Chúng ta có được hình ở đây là bao nhiêu ạ? Tức là mục tiêu chúng ta đang vẽ hình bên trong này. Hình ở đây nó là 40 này. Bán kính là 100 này và một cái hai cái đường tròn. Hai ở đây R bằng 20. Chúng ta sẽ vẽ như sau. R bằng 100 40. Enter. Các bạn vẽ RNC 100 đáp sang 40. Chuẩn chưa ạ? Và vẽ đường tròn ở đây, tâm ở đây là 20. Có thể copy luôn sang bên này. Đúng không ạ? Lại chim đi. Chim này đi. Chuẩn nhỉ ạ? Đó, chúng ta đã được cái hình bên trong rồi. Bây giờ ta sẽ copy vào nét team này. Đó, khoảng cách là 50 ta có rồi. Đấy, bây giờ ta copy ông này vào đây, team này vào đây, bắt đúng điểm các anh em nhé. Đấy, và xóa ông này đi, đúng chưa? Bắt đúng vào luôn. Thế bây giờ chúng ta sẽ move hình này vào, move hình này vào trong này thì chúng ta sẽ move như nào? À, chúng ta sẽ di chuyển, bắt vào đúng cái điểm tâm ở ngoài cùng ở đây, là 300 là xong thôi. M bắt vào đúng cái điểm này là xong rồi đúng không ạ? Chúng ta chim đi. Ok chưa? Bây giờ ta sẽ dùng cái đường nối của nó là R70 hai bên. À, chúng ta sử dụng tính năng là cycle này, chỉ phải đẻ hôm này, cycle này, tan tan radius này, tan tan 70 chọn lại, tan vào đây, tan vào đây. Và nhập 70 bánh kính. À, chim nữa. Đó, xóa được này đi. Có phải là bây giờ chúng ta sẽ MI đúng không ạ? Đối xứng nó sang xuống dưới. Xong, hình bên trái. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hình cái khối bên dưới này. Vẽ như thế nào đây? Ở đây có hai đường tròn là bao nhiêu ạ? Đối xứng thôi. Phi bằng 50, một cái là phi bên bên trong bao nhiêu ạ? Lỗ 30, tức bằng 15. Đây, cái này là đường tròn R 15, một cái R bằng bao nhiêu ạ? R ngoài bằng 50. C nét cắt chưa? Nét cắt rồi. 15. Thế là lại 50. Đó. Ta được hai hình rồi. Rồi ta đối xứng sang rồi. No. Bây giờ ta vẽ cái đường dưới này như thế nào? Cái đường dưới bằng cách là R400 và tiếp xúc này. R400. Tính năng tương tự là tan tan radius, kích vào góc của tầm góc 7 giờ của hình bên này và góc 5 giờ của hình bên này. Nhập là 400. Đó. Chim thôi. Ok chưa? Quá đẹp. Bây giờ ta có cái gì? R bằng 80 đây. Tiếp xúc và cũng R bằng 80 dùng luôn, lệnh vừa rồi. Đấy. Kích vào bên này và kích vào bên này. Và nhập là 80. Đấy, cũng ra luôn, chim luôn. Đấy, đối xứng. MI. Chọn chủng đối xứng là chọn no. Đấy. Bây giờ chúng ta có hai cái đường nét chéo này. Thì nhiều bạn sẽ khó vẽ được cái đường này, nó có thể vẽ sai, đúng chưa? Vẽ sai tưởng dễ nhưng lại có thể là vẽ sai, bởi vì lệnh này là lệnh tiếp đường line tiếp tuyến hai đường tròn, nhưng mà đường tròn hai đường tròn lại có trước thôi. Thế thì chúng ta vẽ như thế nào? Đấy, nhiều bạn là vẽ line, tích line đây, tích từ đây kéo xuống như này. Đấy, là sai hoàn toàn nhé, rất khó để đúng được.
thì các bạn sẽ vẽ thao tác này như sau. Các bạn gõ định line cách, sau đó gõ chữ tam cách, các bạn chỉ vào đường tròn thứ nhất đấy, các bạn thấy nó đang tiếp tuyến không thì nó sẽ bắt, tức là nó sẽ chạy, nó không có cố định, thấy chưa? Đây là một đường line tiếp tuyến rồi và nó đã hoàn thành được cái thao tác thứ nhất là tiếp tuyến và đường tròn thứ nhất. Bây giờ đang kéo như này thì bạn gõ tiếp lệnh tam thứ hai, chữ tam tiếp theo và chỉ đường tròn thứ hai cách, thì lập tức thì nó sẽ tiếp tuyến trong này và tiếp tuyến trong này, được chưa? Đó. Bạn nào chưa làm được thì xem lại nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng lệnh MI này đối xứng em thôi. Vậy là đã hoàn thành rồi, ok chưa? Chúng ta xem thử trước nhé, bật độ dày đi, bật tính năng xem độ dày của đối tượng, phản hiện độ dày khá là chuẩn đúng không? Đó. Tắt đi, vẽ tiếp cái khối trên cùng ở đây. Đó, cái khối trên cùng thứ ba này. Tại vì hình này cảm giác nó đang khá là phức tạp, nhiều đường nét, thế nên là mình sẽ copy cái này ra. Nó kiểu nó chỉ việc mua vào thôi. Đó, copy cho bên này. Ok chưa? Ở hình này trên này thì mình thấy là một cái đường tròn là R bằng 200 ở đây. Là cái đường nét tin xuất phát từ đây là R bằng 200. Đó. Thì mình sẽ vẽ lại cái đường này. Đó, 200. Thế từ đường 200 này thì các bạn thấy là gì? Hai đường tiệm cận ở trên và dưới này nó sẽ là bao nhiêu ạ? R bằng 10, tức là sẽ là bằng 210 và offset xuống dưới nó sẽ là bao nhiêu ạ? 10. Offset 10 lên trên và 10 xuống dưới đúng không ạ? Và hai cái đường ngoài cùng này nó sẽ bao nhiêu ạ? Hai đường ngoài cùng này thì nó sẽ cách cái đường này là 30 và xuống dưới 30, offset tiếp 30 từ nét giữa này nhé, các bạn thử nhìn kỹ không lại bị nhầm. Đó. Bây giờ ta sẽ vẽ gì? Hai đường tròn này, một cái R bằng 10, một cái R bằng 30 và tâm nằm ở đây. Đó. Đường tròn ở giữa đâu? Đây mình chọn ở giữa đây, một cái R bằng 10 này. Đó, một cái nữa là R bằng 30. Ok chưa? Bây giờ thì anh em sẽ cùng stream đi thôi. Đó, stream đi các cái đường mà đường dư. Các anh em chim phải hết sức là chính xác nhé, không là bị nhầm em. Đó, xóa luôn cái đường ở giữa đi, xóa luôn đường này luôn. Đó, đúng ạ. À, quét ông này, MI đối xứng lên bên kia, chọn trục đối xứng này, tiếp tục chim. Đó, đối xứng ha. Chúng ta đã có được cái hình ở đây chưa? Hoàn toàn đã có được rồi. Ở đây chúng ta có cái hình ở đây là gì? Hai cái đường thẳng này, nó offset từ 20 này sang là 80 thì mỗi bên phải là 40 rồi. Offset 40. Và nó quét chọn hai đường này và sổ này xuống để biến thành nét cắt. Đó. Thì nét cắt chuyện. Bây giờ chúng ta có cái đường tròn R 12 đây. R 12 thì các bạn sẽ vẽ như các cái hình khi nãy đã tôi đã làm rồi. Tiếp xúc và 12 chim thôi, đối xứng hôm nay ra no chim tiếp, có thể xóa đi chim hôm nay đi, chim này xóa hai ông trên này đi. Vậy là chúng ta đã có được cái gì, cái hình cái khối ở phía trên này rồi, bây giờ ta mua nó vào thôi. Bỏ đi nét tim này bằng cách là giữ phím shift và tích vào cái nét cần bỏ thì nó sẽ loại trừ đi. Sau đó ta ấn phím M, mua từ phía tâm này, bắt vào tâm ở đây. Đó, vậy chúng ta đã có được một cái hình rồi. Bây giờ ta chỉ vẽ cái nét lối còn lại thôi. Ở đây thì cái nét lối ở đây thì nó không cho ra kích thước. Nhưng mà kích thước thì có thể là do bốn cái góc này nó sẽ lấy cái đường tròn là như nhau.
nên mình sẽ đối xứng cái R12 xuống. Mấy có thể ở đây mình chọn ở đây là tan tan radius này. Cũng là 12 chúng ta đã được cái hình xong, bên này dư thừa nét là phụ, chúng ta xóa. Ok chưa? Đó. Cách hình này, kích thước là cái khoảng cách mình đã thực hiện ok hết rồi. Bây giờ ta cái phần cuối cùng là ta kéo cái nét tin này cho ngắn lại nó hợp lý thôi, hoặc có thể là xóa đi những đường nào ta không cần thiết. Chúng ta dùng mục đích chính là ta đã vẽ được xong các cái hình nét cắt chính rồi, đúng không ạ? Cách chọn hai đường này và bỏ đường ở giữa để kéo vào này đi. Line đây. Chuyển lên trên. Quét bỏ này. Kéo này thấp xuống. Được chưa? Kéo đường này gần vào đây. Ok chưa? Vâng. Và anh em sẽ cùng quan sát lại một lần nữa. Bật tính năng độ dày lên để cho nó hiển thị được cái độ dày này nhé. Đó. Anh em xem với lại hình vẽ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được cái hình này rồi. Chúc anh em thành công. Anh em nào mà đã thực hiện được thì comment ở bên dưới video nhé. Và anh em nào mà chưa hoàn thành được hay mắc ở lệnh nào thì hãy cũng comment ở bên dưới video để mình và các anh em khác xem được, có thể hỗ trợ anh em kịp thời để hoàn thành được tốt hình này, giống như cái sản phẩm mình vừa vẽ trên đây. Và có nhiều cách thực hiện khác nhau nên anh em phải lựa chọn cách vẽ nào cũng được, miễn sao ra được kết quả như này. Thời gian nhanh chậm thì anh em có thể tăng tốc được chậm không quan trọng, miễn sao ra được kết quả và nhuần nhuyễn được các cái câu lệnh mình hướng dẫn. Vâng. Bây giờ thì mình xin được phép dừng video tại đây và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp. Chúc anh em sức khỏe và mọi công việc đều suôn sẻ thuận lợi. Và xin chào 500 anh em.